nhan sắc thật của 12 vị hoàng hậu được truy phong sau khi qua đời thời nhà Thanh. Hoàng hậu là một tước hiệu hoàng tộc thời phong kiến, hoàng hậu là người mang danh vị cao quý, có thân phận độc nhất vô nhị, dưới một người nhưng trên vạn người. Thời kỳ phong kiến, có hàng vạn nữ nhân khao khát được ngồi trên bảo tọa trung cung, trở thành vạn phụng chi vương, mẫu nghi thiên hạ. Dưới đây là chân dung của 12 vị hoàng hậu Thanh Triều chưa từng được làm hoàng hậu khi còn sống, mà chỉ được truy phong ngôi vị hoàng hậu sau khi đã qua đời. Số 1. Hiếu Từ Cao Hoàng Hậu, Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ Chiết Chiết. Bà là đại phúc tấn thứ 3 của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, sinh mẫu của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, vị hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Bà chưa từng làm hoàng hậu khi còn sống, thụy hiệu của bà được truy phong bởi Hoàng Thái Cực sau khi đã qua đời. Vì là sinh mẫu của hoàng đế, bà trở thành vị đại phúc tấn đầu tiên của hậu kim, được truy phong thụy hiệu hoàng hậu dưới thời nhà Thanh và gần như là duy nhất. Số 2. Hiếu Liệt Vũ Hoàng Hậu, Ô Lạt Na Lạp A Ba Hợi. Bà là đại phúc tấn thứ 4 của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đồng thời là sinh mẫu của Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn. Bà chưa từng làm hoàng hậu, về sau được Đa Nhĩ Cổn truy phong với lý do là chính thất của cha. Là người đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh không phải hoàng hậu khi còn sống, cũng không sinh ra hoàng đế, mà là được truy phong bởi Nhiếp Chính Vương. Điều này cho thấy uy quyền tột đỉnh của con trai bà trong suốt thời kỳ Nhiếp Chính. Tuy nhiên, sau khi Đa Nhĩ Cổn mất, bà bị Thuận Trị Đế truy phế thụy hiệu hoàng hậu. Số 3. Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, Bố Mộc Bố Thái. Là phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, thân mẫu của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng Đế. Bà được biết đến với tài trí và khả năng chính trị lỗi lạc. Được sử sách tôn vinh là người có sức ảnh hưởng và đóng góp to lớn trong việc ổn định thời kỳ đầu lập quốc thời nhà Thanh, đặc biệt mối quan hệ giữa bà và Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn, giúp con trai bà ổn định ngai vàng khi còn quá nhỏ tuổi. Sau khi con trai là Thuận Trị Đế qua đời, bà dẫn dắt cháu của mình Khang Hy Đế, giúp ổn định căn cơ, mở ra một thời đại thịnh trị nổi tiếng. Dù liên tiếp Thuận Trị Đế và Khang Hy Đế đều là các hoàng đế lên ngôi còn rất nhỏ, song Hiếu Trang Thái Hậu không lợi dụng tình thế, mà Thùy Liêm Thính Chính, chỉ ở sau cân bằng các thế lực. Số 4. Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng Hậu, Đồng Ngạc Thị. Là một sùng phi của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế. Bà thường bị nhầm với Đồng Tiểu Uyển, một kỹ nữ sống vào cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Đồng Ngạc Thị là vị hoàng quý phi tại vị đầu tiên của nhà Thanh. Tình yêu và sự chuyên sủng của Thuận Trị Đế đối với bà là một điểm gây bất bình. Dù chưa từng làm hoàng hậu hay chính thất khi còn sống, cũng không có con trai là hoàng đế kế vị. Nhưng Đồng Ngạc Thị vẫn được ban thụy hiệu hoàng hậu sau khi mất. Ngoài ra cũng là trường hợp đầu tiên của Thanh Triều, được chồng là đương kim hoàng đế ban thụy hiệu và tổ chức tang lễ theo nghi thức của hoàng hậu. Số 5. Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu, Đông Giai Thị. Là phi tần của Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế và là sinh mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế. Khi Thuận Trị Đế băng hà, con trai bà là Hoàng Tam Tử Huyền Diệp được chọn làm Hoàng Thái Tử kế vị, sử gọi là Khang Hy Đế, khi đó 8 tuổi. Sau khi đăng cơ, Khang Hy Đế tôn bà là Từ Hòa Hoàng Thái Hậu. Lúc này, Đông Thị được hưởng đãi ngộ cơ bản cùng Thái Hoàng Thái Hậu và nhân hiến Hoàng Thái Hậu tương đương. Năm Khang Hy thứ 2 1663, Từ Hòa Hoàng Thái Hậu mất do một căn bệnh lạ, khi gần 24 tuổi. Khang Hy Đế đối với cái chết của mẹ đã cực kỳ bi thương, sau đó, truy tôn bà làm Hoàng Hậu của cha mình. Số 6. Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu, Ô Nhã Mã Lục. Là phi tần của Thanh Thánh Tổ Khang Hy Đế và là thân mẫu của Thanh Thế Tông Ung Chính Hoàng Đế. Xuất phát điểm, bà chỉ là cung nhân nhập cung hầu hạ hoàng thất. Tuy nhiên sau khi sinh hoàng tứ tử Dận Chân, Khang Hy Đế sách phong cung nhân Ô Nhã Thị làm đức tần. Tiếp đó, bà sinh ra một người con trai nữa, tên Dận Tộ, do đó Ô Nhã Thị được thăng lên làm đức phi. Năm ấy Ô Nhã Thị vừa 22 tuổi. Bà chưa bao giờ được phong hoàng hậu khi còn sống, chỉ được truy phong hoàng hậu khi đã qua đời. Sau khi con trai đăng cơ đã tấn tôn bà lên làm hoàng thái hậu. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, nhân thọ hoàng thái hậu lâm trọng bệnh mà qua đời. Sau đó Ung Chính truy tôn bà làm hoàng hậu thứ tư của cha mình. Số 7. Hiếu Thánh Hiến Hoàng Hậu, Nữ Hỗ Lộc Thị. Là phi tần của Thanh Thế Tông Ung Chính Đế và là sinh mẫu của Thanh Cao Tông Càn Long Đế. Bà là hoàng thái hậu trải qua thời gian tại vị rất lâu, cũng là người thọ nhất trong số các hoàng thái hậu của nhà Thanh. Không chỉ so sánh phạm vi nhà Thanh, nếu so với Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu của nhà Hán cũng có phần hơn hẳn. Bà có địa vị tối cao, con cháu đầy đàn. Thời kỳ này cũng là giai đoạn hưng thịnh tột bậc, mọi vinh hoa Càn Long Đế đều cung phụng bà.
So ra, bà là hoàng thái hậu hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, quả thực hiếm có. Số 8. Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu, Ngụy Giai Thị. Là phi tần của Thanh Cao Tông Càn Long Đế, sinh mẫu của Thanh Nhân Tông Gia Khánh Đế. Trong lịch sử hậu cung, lệnh ý hoàng quý phi là phi tần sinh nhiều con nhất cho Càn Long Đế. Bà chưa từng được lập làm hoàng hậu khi còn sống, danh phận cao nhất của bà là hoàng quý phi. Năm Càn Long thứ 60, 1795, Càn Long Đế tuyên bố hoàng thập ngũ tử Vĩnh Diễm là hoàng thái tử, với thân phận là sinh mẫu của thái tử, nên lệnh ý hoàng quý phi được truy tặng làm hoàng hậu. Số 9. Hiếu Mục Thành Hoàng Hậu, Nữ Hỗ Lộc Thị. Là nguyên phối đích phúc tấn của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế. Bà kết hôn với Đạo Quang Đế khi ông còn là hoàng nhị tử Mân Ninh của Gia Khánh Đế. Trong thời gian làm phúc tấn, bà không có bất kỳ người con nào với Mân Ninh. Cuộc đời của bà cũng không được ghi lại nhiều. Phúc tấn Nữ Hỗ Lộc Thị qua đời khi còn khá trẻ, chỉ mới 28 tuổi. Vì mất trước khi hoàng tử Mân Ninh kế vị, bà chưa bao giờ được làm hoàng hậu khi còn sống. Thụy hiệu hoàng hậu của bà chỉ được truy phong khi Đạo Quang Đế đã lên ngôi. Số 10. Hiếu Tĩnh Thành Hoàng Hậu, Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thị. Là hoàng quý phi của Thanh Tuyên Tông Đạo Quang Đế, cũng là dưỡng mẫu của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế. Thời Mãn Thanh, bà cùng đồng ngạc phi của Thuận Trị Đế là hai trường hợp hiếm hoi. Dù không phải hoàng hậu hay chính thất khi còn sống, cũng không sinh ra hoàng đế kế vị, nhưng vẫn có thụy hiệu hoàng hậu. Thụy hiệu hoàng hậu của bà được truy phong bởi Hàm Phong Đế sau khi ông đã tôn phong bà làm hoàng thái hậu. Vì bà là trường hợp đặc biệt, không phải là hoàng hậu của Đạo Quang Đế, cũng không phải là sinh mẫu của Hàm Phong Đế, nên Hàm Phong Đế căn cứ theo đó mà không thêm đế thụy thành của Đạo Quang Đế vào cuối thụy hiệu của bà, tức gọi bà là Hiếu Tĩnh Khang Từ Hoàng Hậu. Sau khi Hàm Phong Đế băng hà, con trai út của bà là Cung Thân Vương Dịch Hân giúp đỡ Từ An Thái Hậu cùng Từ Hy Thái Hậu lật đổ đại thần, công lao hiển hách. Lưỡng cung thái hậu lấy danh nghĩa đồng trị đế ban chiếu, đổi thụy hiệu của bà thành Hiếu Tĩnh Thành Hoàng Hậu. Số 11. Hiếu Đức Hiển Hoàng Hậu, Tát Khắc Đạt Thị. Là nguyên phối đích phúc tấn của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế khi ông vẫn còn là hoàng tử. Cũng như Hiếu Mục Thành Hoàng Hậu, dù là nguyên phối thê tử của hoàng đế, nhưng bà qua đời trước thời điểm Hàm Phong Đế kế vị, nên về cơ bản bà chưa từng được làm hoàng hậu khi còn sống. Bà chỉ được truy phong thụy hiệu hoàng hậu khi Hàm Phong Đế đã đăng cơ. Số 12. Hiếu Khâm Hiển Hoàng Hậu, Diệp Hách Na Lạp Thị. Là phi tần của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế và là sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế. Bà trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính của triều đình nhà Thanh cùng với Từ An Thái Hậu khi con trai bà là Đồng Trị Đế lên ngôi. Sau khi Đồng Trị Đế băng hà, Thanh Đức Tông Quang Tự Đế kế vị, bà lại tiếp tục giữ vai trò nhiếp chính cùng với Từ An Thái Hậu. Sau khi qua đời, vào năm Tuyên Thống Nguyên Niên, bà được truy tôn thụy hiệu Hoàng Hậu. Ngoài 12 vị trên, còn tồn tại một trường hợp đặc biệt, đó là Lý Thục Hiền, là kế thê của Tuyên Thống Đế Phổ Nghi. Khoảng những năm 2000, có một người tự xưng Tuyên Quốc Công, là con cháu dòng họ Ái Tân Giác La, kiến nghị thụy hiệu cho gia đình của Hoàng đế Phổ Nghi. Trong đó Lý Thục Hiền được đề cập thụy hiệu là Hiếu Duệ Mẫn Hoàng Hậu. Đây hoàn toàn là việc tự tiện tôn xưng không chính thức và cũng không thấy dòng tộc Ái Tân Giác La công nhận. Vì lúc này triều đại phong kiến nhà Thanh đã chấm dứt, cho nên bà không được tính là hoàng hậu cuối cùng. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của 12 vị hoàng hậu trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi! Chúc bạn một ngày tốt lành!